Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, điều gì sắp xảy ra với Tất Thành Cang? Theo cách cắt cành tỉa ngọn của Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cho công an thành phố Hồ Chí Minh đối với cấp dưới cũng như những người có liên quan trong thời gian gần đây, cho chúng ta thấy rằng con đường dẫn đến Tất Thành Cang tiến gần đến lò tôn của tổng chủ Nguyễn Phú Trọng gần hơn bao giờ hết. Hôm 21 tháng 6, tờ Tiền Phong công bố một thống kê nhấn mạnh. Từ tháng 11 năm 2018 đến nay, ông Tất Thành Cang, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không gặp gỡ cử tri. Ngoài thống kê vừa kể, Tiền Phong còn dẫn các quy định pháp luật hiện hành để chứng minh việc ông Cang sử dụng các lý do khác nhau để tránh né cử tri là vi phạm điều khoản của luật tổ chức chính quyền địa phương. Không phải tự nhiên mà tờ tiền phong vỗ vào mặt ông Tất Thành Cang. Bốn ngày trước khi tờ báo này công bố thống kê vừa dẫn, nhiều tờ báo cho biết ông đã bị công an làm việc và Tất Thành Cang vì những sai phạm xảy ra tại công ty đầu tư xây dựng Tân Thuận IPC và công ty phát triển Nam Sài Gòn Sadico. IPC là doanh nghiệp của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh còn Sareco thì là doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cả hai từng thi nhau bán lẻ cả công trình công thổ lẫn công sản khiến cho công quỹ thiệt hại cả ngàn tỷ Việt Nam đồng. Những dấu hiệu vừa kể khiến cho người ta tin rằng Tất Thành Cang sắp bị bắt Song cần phải lưu ý rằng cách này 2 năm rưỡi nhiều người từng tỏ ra ngây thơ đoán chắc như thế sau khi ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nhất trí loại bỏ ông. Sở dĩ ông Cang mất tư cách Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hồi cuối năm 2018 vì phê duyệt dự án ký hợp đồng chọn nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng. Bốn trục đường chính khu đô thị mới thủ thiêm trái thẩm quyền, chỉ đạo cho IPC bán rẻ 3.320.000 m2 đất thuộc khu dân cư Phước Kiệt, nhà bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai, đồng thời vẽ đường để cho Sadeco tiến hành chuyển nhượng vốn, giúp cho công ty Nguyễn Kim trở thành chủ của doanh nghiệp nhà nước, được ví von là gà đẻ trứng vàng này. Đó là chưa kể những tố cáo của dân chúng quận 2 thành phố Hồ Chí Minh kèm yêu cầu điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Tất Thành Cang, nhân vật được xem là đồng phạm quan trọng trong việc tạo ra thảm nạn Thủ Thiêm, lợi dụng chủ trương xây khu đô thị mới Thủ Thiêm, thu hồi đất vô tội vạ, sử dụng đất sai kế hoạch, biến vài chục ngàn người thành vô gia cư sống vạ vật hơn hai thập niên. Miệt mài kêu đòi nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được công lý. Dẫu bị loại khỏi bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ cuối năm 2018 đến nay, nhưng Tất Thành Cang vẫn là thành ủy viên thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thôi làm phó bí thư thường trực của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang vẫn còn được giao giữ vai trò thành ủy viên và được điều sang ban chỉ đạo công trình lịch sử Hồ Chí Minh làm phó ban thường trực vẫn cùng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm ngoái, báo chí Việt Nam tường thuật nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức miễn nhiệm ông Cang, không để ông giữ vai trò đại diện cho dân chúng thành phố Hồ Chí Minh tại cơ quan dân cử của thành phố này. Với nhiều người, việc Tất Thành Cang tiếp tục là đại diện cho họ tại Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là biểu hiện của việc coi thường nhân dân, xúc phạm cử tri. Nhưng hệ thống chính trị, hệ thống cung quyền Việt Nam không bận tâm. Tuy là công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng Tất Thành Cang thuộc nhóm mà chỉ Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có quyền định đoạt số phận. Những nơi này chưa bật đèn thì hệ thống tư pháp chưa có quyền thực thi pháp luật. Hệ thống tư pháp đã xác định IPC bán rẻ 32 hecta đất khu thuộc khu dân cư Phước Kiển ở nhà bè cho công ty quốc cường Gia Lai là chuyện Sadeco soạn kịch bản tiến hành chuyển nhượng vốn giúp công ty Nguyễn Kim trở thành chủ của doanh nghiệp nhà nước này. Có dấu hiệu tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí mà trên thực tế đã khởi tố chống tống giam 5 7 người nhưng chưa rời đến Tất Thành Cang. Tại sao bộ chính trị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định Tất Thành Cang có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng cả điều lệ Đảng lẫn quy định pháp luật đến mức cần tước bỏ vai trò ủy viên bộ chính trị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mà ông Cang vẫn còn là thành ủy viên thành phố Hồ Chí Minh? Tương tự tại sao nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh công khai bày tỏ sự phẫn nộ vì Tất Thành Cang tiếp tục lãnh đạo một cơ quan họp hành phát biểu rõ rạc mà ông Cang vẫn vô sự. Câu trả lời dường như nằm ở chỗ quy hoạch nhân sự rất nhạy cảm và phức tạp. Vì hai yếu tố này chống tham nhũng tiêu cực để chỉnh đốn đảng tuy không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng công lý, không như người Việt vẫn mơ. Đừng ngây thơ. Trên trang VN Express ngày 17 tháng 6 năm 2020 có bài công an khởi tố 3 cán bộ làm việc với Tất Thành Cang. Mở rộng điều tra về các sai phạm kinh tế trong các doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 người và làm việc có liên quan đến Tất Thành Cang. Thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ, Mị, Hồ Chí Minh trong ngày 17 tháng 6 đã tống đạt và quyết định khởi tố bị can đối với ba người gồm có Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn thuộc văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đỗ Công Hiệp, nguyên kế toán trưởng Sadico. Ba người này bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan đến vụ án này giữa tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam đối với Tề Chí Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, gọi tắt là IPC và bà Hồ Thị Thanh Trúc, Tổng giám đốc công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadico. Cùng về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2020, ông Trần Công Thiện cũng bị khởi tố cùng với Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Những sai phạm của ông Thiện được xác định trong vụ án công ty Tân Thuận bán lẻ 30 ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty Cước Cuồng Quốc Cường Gia Lai và mà thành ủy kịp thời ngăn chặn. Trở lại việc ba người bị khởi tố ngày 17 tháng 6, được biết có liên quan đến sai phạm của công ty Tân Thuận đã để xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân thôn tính Sadeco, một doanh nghiệp tiềm năng của nhà nước. Được biết năm 1994, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập công ty Sadeco để phát triển triển khai dự án khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Từ đó đến nay doanh nghiệp này phát triển lớn mạnh. Trước giai đoạn cổ phần hóa Sadeco Trước năm 2015, công ty Tân Thuận chiếm 74% vốn góp của nhà nước. Khi duyệt đề án tái cơ cấu Sadeco, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu không được giảm vốn góp nhà nước tại Sadeco. Tuy nhiên, những người đại diện vốn nhà nước tại Sadeco sau đó đã biểu quyết tăng vốn điều lệ tại công ty theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim, dẫn đến hệ lụy là công ty Nguyễn Kim chiếm 54% vốn điều lệ nắm quyền chi phối Sadeco. Trước đó vào năm 2015, nhóm cổ đông nhà nước cũng đã bán hơn 5,2 triệu cổ phần tại Sadeco cho một công ty. Để rồi công ty này lại bán lại cho công ty Nguyễn Kim. Đáng nói việc bán cổ phần không đúng quy định không được thẩm định giá mà chỉ định giá bán. Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim trong giai đoạn mà Sadeco không thực không thực sự cần vốn Cụ thể số tiền 360 tỷ đồng mà công ty Nguyễn Kim Chi mua cổ phiếu hiện gửi trong một ngân hàng đến nay chưa sử dụng đến Những diễn biến cho thấy Sadeco đã bị công ty tư nhân thầu tóm tinh vi có một kế hoạch chi tiết Sự việc này có sự tiếp tay lợi ích nhóm của nhóm đại diện vốn nhà nước tại công ty Tân Thuận Công ty Sadeco như ông Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thành Phúc đang nói, vụ việc có sự đồng ý về mặt chủ trương của Tất Thành Cang, khi đó giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 18 tháng 5 năm 2017, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo 495 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Từ việc này, nguồn vốn nhà nước giảm dẫn đến mất quyền kiểm soát tại Sadeco, vốn được coi là gà đẻ trứng ấp và đẻ ra trứng vàng trong số các doanh nghiệp nhà nước do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Công ty Tân Thuận giải trình đã được sự chấp thuận chủ trương của Thường trực Thành ủy. Tuy nhiên, thanh tra thành phố cho rằng nội dung này không chính xác bởi thông báo số 495 chỉ đạo đạt truyền đạt ý kiến cá nhân của Tất Thành Cang. Nguồn tin cho hay trong giai đoạn này công an cũng đã làm việc với ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ các thông tin liên quan. Tất Thành Cang bị điều tra về những sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm những sai phạm của Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm hay tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco đang được xem xét một cách toàn diện và đối chiếu theo pháp luật. Báo cáo trong nước dẫn phát biểu của vừa nêu của ông Phan Nguyễn Như Khuê, phó trưởng đoàn chuyên trách ấy của đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trả lời bên hành lang Quốc hội ngày 19 tháng 6 như vừa nêu. Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của Tất Thành Cang trong việc ký 4 con đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm hoặc trong vụ việc doanh nghiệp tư nhân thôn tính Sadeco, một doanh nghiệp tiềm năng của nhà nước, một doanh nghiệp được cho là con gà đẻ trứng vàng. Trả lời báo cáo trong nước về việc vì sao ông Tất Thành Càng liên tiếp vắng mặt trong cuộc họp hội đồng nhân dân. Ông Khuê cho biết ông Tất Thành Càng vẫn đang là cán bộ thuộc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quản lý, còn vấn đề trách nhiệm của một đại biểu hội đồng nhân dân thì hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Vẫn theo lời người đứng đầu ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do trong quá trình chịu kỷ luật của trung ương nên ông Càng có thể tạm thời xin vắng tránh những cuộc tiếp xúc do vấn đề nhạy cảm. Báo trong nước ngày 17 tháng 9 loan tin cho biết phía công an đang làm việc với Tất Thành Cang liên quan đến vụ việc Sadeco bị thôn tính một cách có kế hoạch. Ông Cang khi đó giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên quan đến vụ việc này vì đã đồng ý về mặt chủ trương chính sách. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi